Nguyễn Kiều Oanh xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã sống chung và trong quá trình phòng chống dịch Covid-19 cũng được nửa năm rồi. Và ngày hôm nay Kiều Oanh rất là buồn vì đã nhận được thông tin từ Bộ Y tế là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có tổng cộng 509 ca nhiễm Covid-19. Không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời chúc chân thành và sâu sắc đến tất cả các nhân viên y tá, y tế, bác sĩ, những chiến sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 sẽ luôn vững tâm, vững bước, luôn có một tinh thần nhiệt huyết để giúp đỡ tất cả các bệnh nhân vượt qua được căn bệnh và trở lại cuộc sống khỏe mạnh, bình thường. Đối với Kiều Anh và đối với nghệ sĩ cũng như là tất cả nhân dân Việt Nam, mỗi chúng ta sẽ là một chiến sĩ trong việc phòng chống Covid-19. Hạn chế di chuyển những nơi đông người và hạn chế di chuyển ra ngoài. Nếu như cần thiết di chuyển ra ngoài thì chúng ta sẽ luôn sát khuẩn tay trước khi ra ngoài, rồi đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với những người có biểu hiện sốt, ho, tức ngực và khó thở. Thời gian vừa qua, Nguyễn Kiều Oanh đã kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và Ví Momo để cho ra bài hát Điều Nhỏ Bé Vĩ Đại. Đó là một món quà tinh thần nhỏ bé để Kiều Oanh gửi đến tất cả quý vị khán giả. Kính chúc tất cả nhân dân Việt Nam sẽ luôn có một tinh thần tốt để chiến đấu vượt qua được Covid-19, một siêu virus của thế giới. Kiều Oanh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.